Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với tựa game Đảo Kho Báu này mấy. Hôm nay đã có cái sự kiện là đăng ký để mà tham gia hải tặc chiến anh em. Hôm nay có một cái sự kiện duy nhất, ôi không có gì hết trơn vậy ta. Cái quà ưu đãi tuần không có gì hết. Hôm nay là đúng là cái ngày ngày thứ ba không có sự kiện gì diễn ra hết anh em. Hôm nay là cái ngày thứ ba là khá là buồn chán, không có sự kiện nào vui hết. Ba ngày nay là như là ba ngày liên tiếp anh em, từ thứ hai cho tới bây giờ. Bữa nay là thứ tư rồi. Hôm nay là các em 2K3 thi phải. Ở đây không biết có bạn nào thi không, nếu mà có bạn nào thi thì chúc cho các bạn đang thi ngày hôm nay và ngày mai sẽ làm bài thiệt là tốt nha các bạn. Ok rồi, quay trở lại với tựa game Đảo Kho Báu anh em. Hôm nay thì như là có cái hải tặc chiến này, anh em vô tham gia báo danh chiến anh em, cài tướng thủ luôn. Thôi vô rồi nó bị quýnh bé nhầy hết anh em. Đây cho con Katakuri lên trên đi. Rồi ok xong. Đó anh em vô báo danh nha. Báo danh để ngày mai có thể chiến đấu nha anh em. Đó, nói chung là hôm nay là không có cái sự kiện gì mới luôn hả ta. Ôi trời ơi, buồn tên, buồn vắng que, không có gì để này chơi hết anh em. Đây diễn mà mỗi cái sự kiện phúc lợi với lễ Tết thôi. Số anh em ở trên group thằng chán quá, sáng giờ mình chỉ đọc bài trên group thôi chứ mình cũng chưa có vô game thử nữa. Đây bây giờ mình mới vô mình coi thử thôi, toàn là nạp không anh em. Thì mong là AD của game sẽ tạo thêm một số event dành cho nông dân này kia. Đó, tạo điều kiện cho nông dân và hạn chế nạp lại đi. Đó, thì mới thu hút được anh em thôi. Tất nhiên là làm game ra thì phải, tất nhiên là phải để kiếm tiền, có tiền thì mới có thể duy trì phát triển game nhiều hơn. Nhưng mà tập trung nhiều quá vô những người nạp không à. Đây, sự kiện không có cái nào dành cho nông dân hết, toàn là dành cho những bạn nạp thôi. Đây đa phần ở tựa game này đa số là toàn là học sinh, sinh viên, học sinh là nhiều nè. Đó, học sinh từ 12 trở lại nhiều, vì vậy mà đâu có nhiều điều kiện để mà nạp đâu nè. Đây đó, thì mà chơi mà phục vụ riêng cho những người nạp không á thì mấy bạn nông dân vài bữa rụng hết, từ lúc đó là còn mỏi đại gia chơi với nhau thôi. Đó là cái ý kiến riêng của mình anh em, nên tạo cái điều kiện để mà chung hòa cả hai này đó, hoặc là tạo điều kiện cho các bạn khác gì đó. Đó, thì đông vui thì mới có thể là những đại gia còn có hứng thú đến nạp này kia anh em. Rồi ok, ở clip này thì mình sẽ bây giờ mình sẽ thử làm clip về cái vấn đề nạp đây nè. Đây hôm nay mình sẽ nạp thử bằng cái thẻ khác cho anh em xem nha anh em. Có một số anh em hỏi là sao bây giờ chỉ có nạp được cái thẻ phân cạc thôi. Hiện tại giờ có khá là nhiều loại thẻ anh em, như là thẻ bên Đảo Kho Báu như là có thẻ gay với thẻ vcon anh em. Đây thì đầu tiên là mình sẽ mua thử con thẻ gay đi. Đó thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách nạp mà từ thẻ gay, từ thẻ gay vô trong Đảo Kho Báu nhưng mà nó không có bị lỗ anh em. Đây mình sẽ mua thử một cái, mình sẽ nạp test thử cho anh em xem nha. Hồi đó thì anh em sẽ nạp bằng hình thức là anh em nạp xu. Đó, anh em nạp xu xong rồi anh em mới chuyển nó qua bên xu bên kim cương của Đảo Kho Báu. Đó như vậy thì nó sẽ không có bị lỗ nè. Thì hôm nay mình sẽ làm lại thử xem sao, xem có thử có bị lỗ hay không. Nếu như bị lỗ thì vẫn sử dụng phân cạc như mọi lần. Đó, thì hiện tại giờ cái thẻ phân cạc cũng khá là khó mua đối với những anh em có một số anh em ở những nơi mà nó không có mấy cái địa điểm bán thẻ phân cạc anh em. Đó, rất là khó chịu. Muốn nạp cũng không được nữa. Thì hôm nay ok mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để mà nạp phần thẻ gay thẻ Vcon luôn nè. Rồi ok, thì nãy là mình mua thẻ gay nha, thẻ gay 10k nè. Đây mình sẽ copy cái số CG này cái đã. Đây mình sẽ chọn vô phân cạc ở không mình sẽ chọn vô cái nạp bằng xu chứ, tài khoản xu nè. Đây đó, anh em chọn vô cái phương thức thanh toán xu của không à, anh em chọn vô đại một cái rồi đi 10.000 rồi đi. Đó hiện tại cái xu của anh em là 0 đồng nha anh em. Anh em bấm vô cái dấu cộng này, anh em sẽ nạp trực tiếp vô cái tài khoản này. Anh em chọn cái thẻ gay nè, đây chọn thẻ gay 10k là cái thẻ nãy mình vừa mới mua đó anh em. Đây số CG, đó số CG cái mã thẻ đây. Rồi ok đó, mình sẽ tiến hành mình nạp đi nha anh em. Đây ok, nhận được 10.000 xu nè em. Đó quay lại trang chủ, bây giờ mình sẽ nạp kim cương vào trong game. Đây hiện tại giờ cái tài khoản xu của mình đây, mình đã được 10.000 xu đó anh em, xem không có bị lỗ nha anh em, vẫn còn nguyên. Đó anh em sẽ nạp vô đây, vẫn được nhận được 60 kim cương anh em, vẫn nhận được 60 kim cương nha. Đây là một cái cách dành cho những anh em mà ở chỗ mình không có bán thẻ phanh cạc nha anh em.
đó, anh em nạp vô, đít vô đây đó, anh em chọn vô đây đó, vẫn nhận được 60 kim cương 10k thì vẫn nhận được 60 kim cương bình thường đó. Đối với những anh em mà chưa biết nha, một số anh em biết rồi thôi, mình sẽ bỏ qua cái vấn đề này đi đó. Này mình chia sẻ cho những anh em chưa biết thôi, tất nhiên là sẽ có rất là nhiều anh em chưa biết và những anh em mới vừa mới gia nhập cái game đảo kho báu này đó. Mình đã nạp đủ mốc 60 kim cương rồi anh em, 10.000 bằng thẻ gay nha anh em, bằng thẻ gay đó, nãy mình mua thẻ gay đây đó, thẻ gay 10k đây đó, vẫn nạp được bình thường nha anh em, vẫn nhận được mốc nè. Đây, vô trong ưu đãi quà hàng ngày rồi, và tương tự như vậy anh em cũng có thể mua bằng cái thẻ Vcoin nha anh em. Đây để mình quay lại cái trang chủ đó, mình sẽ vô thử xem là cái tài khoản xu này nó sẽ cho anh em sử dụng những cái thẻ nào để mà nạp xu vô đây. Đây anh em có thể bằng mua bằng cái thẻ gay nè, thẻ Vcoin nè, thẻ phanh cạc, nạp trực tiếp thì chắc là chuyển khoản cho AD quá, nhập số điện thoại, nhập số tiền, phương thức thanh toán là chọn phương thức thanh toán ngân hàng Momo nè. Đây đó, ui thanh toán trực tiếp này nó có cộng thêm 7.5% nữa anh em. Ui như vậy là nó sẽ lời hơn so với anh em nạp kia. Anh em có thể chọn bằng cái hình thức thanh toán Momo nè đó, ngon lành ngũ hành luôn. Ui mình không biết nào giờ tăng thêm 7.5% anh em, như là 100k là tăng thêm 7.5 nữa hả. Đó thì lời được chút xíu anh em, lời được nhiêu hay mấy nhiêu, lời khá là nhiều chứ bộ giỡn sao. Đó như nạp 1 triệu vô lời được 75.000 luôn. Cái số nó bự quá, thôi bỏ qua bên đi. Thì đối với thẻ Vcoin cũng tương tự như vậy luôn anh em. Đó anh em cũng có thể nhập thẻ Vcoin vô đây đó. Đây xong, đơn giản như vậy thôi anh em. Rồi ok. Đó thì đây là cái cách chia sẻ để cho những anh em mà không có ở chỗ của mình không có bán thẻ phân cạc, có bán thẻ Vcoin với cái thẻ gay thôi. Hai cái loại thẻ này thì nói chung mà tương đối là khá là dễ mua anh em. Bất kỳ tiệm game nào cũng có nha anh em, bất kỳ tiệm game nào cũng có bán thẻ gay và thẻ Vcoin nha anh em. Đó, vì vậy mà anh em có thể là dễ dàng tìm kiếm mua. Rồi, hôm nay là nói chung là không có cái sự kiện nào diễn ra hết anh em. Không có cái sự kiện nào để anh em mình có thể chơi được hết. Bây giờ nếu mà anh em để anh lên trên YouTube xem thử có một số câu hỏi nào của anh em không, mình sẽ trả lời cho anh em luôn. Rồi, như vậy là xong đấy nè. Đây là cái hình thức nạp đối với cái thẻ gay. Đó, thì anh em nếu mà không có điều kiện mua thẻ phân cạc thì có thể mua thẻ gay nạp vô cũng được. Đây là cái cách nạp không có bị lỗ, anh em vẫn nhận được full 60 kim cương. Hôm nay như là chắc là AD bận tối qua coi đá banh khuya quá cho nên là không có update, hay là tối qua bắt cái kèo nào giờ bể nợ nhảy cầu anh em. À, tới giờ chưa update được cái ưu đãi tuần ở trong cái shop ưu đãi tuần nè. Đây. Anh ơi làm clip vì review ạc của mọi người đi. Ok em. Đó thì để anh em nào muốn mình review ạc thì cứ inbox gửi Facebook cho mình nha. Đây số lượng đông quá thì mình không thể nào mình làm xuể hết được em. Vì vậy mà nếu mà anh em được thì mình sẽ làm những cái ạc nào mà có cái gì để mình làm thì mình sẽ làm review nha anh em. Còn những cái ạc nào mà vô mà không có gì để làm thì mình cũng không thể nào miễn cưỡng mình làm được, thì nhiều khi nó lại mất hay. Mấy nay tự nhiên trời nổm ẩm, tính em hơi dẫm, anh có muốn thị tẩm không? Ạc Remri vào tặng ạc game.com. À, cái đó là cái kênh YouTube để mà quảng cáo anh em à. Đó, kênh, một cái kênh YouTube để quảng cáo sản phẩm này kìa. Khoảng bao nhiêu bia lên được tầng 40 anh? Lên được tầng 40 thì tốn chắc khoảng cỡ chục ngàn bia anh em. Đó, lên được tầm đó, không chắc không tới đâu, nếu mà chịu nhảy bạc này kia chắc cũng không tới được, không tới chục ngàn đâu. Mình đó khoảng cỡ tầm 8.000 quá. Tầm khoảng đó anh em. Mới chơi thì nên khi nào mới bắt đầu tích bia anh ơi? Đó, Trọng Phúc Nguyễn thì mới chơi thì anh em nên là vừa chơi full sự kiện thâu tóm ác quỷ xong á thì anh em có thể là nhịn nín bia được đây. Đó, chơi full với sự kiện thâu tóm ác quỷ thường như server mới hình như là có 45 chương thì phải, 45 bạc thì phải, còn không biết là giờ nó có tăng lên chưa thì mình cũng không biết, tại vì lâu quá mình cũng không có tạo ạc bên server mới nè. Đó mình hồi đó thì chỉ có 45 bạc thôi, thì nếu mà chơi full được mà 45 hay là nếu mà giờ có tăng thì lên chắc cũng lên 70, thì anh em chơi tới tầm cỡ đó là dừng lại được đây. Sau đó tích bia đợi tuần sau anh sẽ ra sự kiện thâu tóm ác quỷ mới thế nè. Đó, nó sẽ ra theo cái lịch trình của những cái server cũ luôn. Vì vậy mà anh em để bia để dành là vừa.
Đó, để chỉ có để dành bia như vậy thì anh em mới có thể mạnh lên được thôi anh em. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục những cái câu hỏi khác. Nhờ anh ra clip này tự nhiên thấy hứng cày nhiệm vụ và em đã cày hết nhiệm vụ, thank you anh. Đó, ok anh em, thì anh em chịu khó làm nhiệm vụ hàng ngày thôi anh em, chứ mà hàng ngày cũng đâu có gì để làm đâu anh ơi. Bu không nạp đi bằng Momo hả? Ủa, Bu kha cái gì ta anh ơi, anh không hiểu cho lắm ta, đi bằng Momo là sao ta? Cái là câu hỏi đó mình cũng không hiểu cho lắm nha. Anh ơi, sao chắc ý một mà chắc quỷ Moria không đeo vô được à? Hình như các bạn lại tối qua có inbox cho mình rồi đó, thì mình xem thì chắc là bị lỗi anh em, bị lắc rồi kia đó, báo báo với AD để AD fix lại thôi anh em. Sao giờ này ra video không nhận được thông báo vậy ta? Chắc Kim Quỳnh. Ủa, không biết là em coi thử cái điện thoại có bị tắt mạng hay là tắt thông báo trong cái ứng dụng YouTube ở trong điện thoại không? Đó, nếu mà có thì nó sẽ không có thông báo, hoặc là lúc mà không có internet anh em, không có kết nối internet thì nó sẽ không có thông báo anh em. Chừng nào mà có kết nối internet lại thì nó mới thông báo thôi. Nhiều khi mạng nó có vấn đề này kia, nó chập chờn này kia anh em. Anh chán nick này thì cho em nick đi. Nick em cười quá. Ok, để sau này mình sẽ tặng, nhưng mà đã nhiều nhiều người mà, nhiều người muốn lấy quá, cho nên là chắc là để vài bữa mình sẽ tặng ngẫu nhiên quá, mình sẽ tạo cái vòng quay rồi anh em nào muốn nhận thì vô inbox, ổ lộn vô điểm danh này, mình sẽ add tên cho vòng quay, mình sẽ quay tặng cho các bạn may mắn thôi đó, chứ mình sẽ không có quay tặng full hết tất cả các bình luận nha, những anh em nào cần thôi, những anh em nào cần thì vô điểm danh này kia mình sẽ add cho vòng quay, mình sẽ quay và sẽ tặng cho một bạn ngẫu nhiên, để mình cho cái ạt nông dân nó lên mạnh mạnh xíu đi, để mình đúc đồ này kia xong ngon lành, để đợi sự kiện thâu tóm đợt này ra mình chơi coi được tới đâu, và mình xong chắc mình sẽ tặng luôn em. Xong đó mình sẽ tạo một cái ad không gian mới, hoặc là mình sẽ review ad của anh em này kia rồi tiếp anh em. Em chơi một tháng rưỡi mà mới có 350 triệu lượt chiến đó, này phải chịu nhịn anh em, nhịn bia này kia đó, mình tích bia này kia nè, mấy bữa nay mình cũng không có nạp game luôn em, nãy chỉ có review làm cái video là hướng dẫn em cái cách nạp thẻ gay hoặc cái thẻ Vcon thì mình mới nạp cái thôi, chứ mấy bữa nay mình cũng không có nạp đây, chỉ có nạp hôm bữa để mà lấy cái linh hồn Katakuri thôi, còn lại tới giờ cũng không có nạp gì mấy. Game hôm nay nói chung cũng hơi là nhàm chán anh em, không có cái sự kiện gì hết, làm như AD bị bí ý tưởng hay sao đây, hết ý tưởng rồi đó, thì bây giờ tạo thêm cái event cho anh em nông dân này kia vô chơi đi. Nay xem đá banh quên mở cửa hàng, mở cửa hàng ở sao vậy AD shop, cho mỗi ngu một câu là làm cái gì mà lên được mấy chục đến cả trăm tỷ lượt chiến, hay lượt chiến nó bị ảo, em chơi 28 ngày chặt vặt mà lên được 11 tỏi là do em ngu. Rồi 28 ngày có Sanji nè, chắc cũng nạp là Sanji 4 sao nè, chị chắc cũng nạp cũng khá à. Đó đây ai 7 sao luôn nè, hay 7 sao luôn, gáp trời gáp 2 4 5 sao luôn, Nami God full sao luôn. Aokiji tính ra nạp cũng nhiều mà 11 tỷ thì nó có vẻ là nó hơi ít anh em. Chúc anh em 2K3 thì thật tốt. Khuya rồi, chắc mấy danh hài cũng ngủ hết rồi. Mọi người cho em hỏi đúc thế này được chưa? Xác suất né hồi công và tốc độ công cấp bảo kích, hỏi lấy cái cấp bảo kích gì ta? Không có đúc đúc kiểu này chỉ dành cho ai thôi. Ủa năng 4 dòng mà được, mà năng 4 dòng lên đỏ thể năng được 4 dòng thôi nên. Ủa nhưng mà cái trang bị này trang bị cam hả? Đúng rồi, cái này là trang bị cam mà nó bị lắc hết ta, chắc là do truyền qua nè, do truyền qua cho nên là nó bị lỗi. Hôm bữa mình truyền qua nó cũng được 4 dòng nha đó, hôm bữa mình truyền qua cũng vẫn được 4 dòng, chỉ có một dòng là mình không thể mà mình up được thôi, lít vô xong rồi bị văng game thôi nè đó, lít vô nó sẽ bị văng game ra, vô lại thì cũng vẫn còn nguyên nhưng mà không có đúc lên được thôi hả, chỉ vậy thôi. Kêu gọi các nhà hảo tâm mạnh thường quân với đã 20k cho đủ 50k để đủ mốc nạp, xin chân thành cảm ơn Momo. Không làm mà đòi có ăn là chỉ có ăn mức thôi anh em. Nhưng mà với đối với anh em lên trên kênh 69 giờ mình của mình thì anh em không làm thì có ăn cho anh em đó, thì mình hỗ trợ cho anh em một phần nào nhỏ thôi đó, nói chung là hỗ trợ tiếp anh em, nói chung là vui là chính anh em, sau này kênh cái thu nhập nhiều thì mình sẽ chia sẻ với anh em, tất cả là đều do anh em thôi, cho nên là mình sẽ chia sẻ ít hay nhiều nó là tùy thuộc của anh em đó, anh em cày view rồi cày
đích quảng cáo ủng hộ mình này kia rồi các kiểu để mình có nhiều kinh phí thôi nè. À, nhiều kinh phí để mà mình tạo event này kia rồi cho anh em chơi. À, các bác cho xin ít ý kiến làm cho sạn mạnh hơn. Ui đeo cái trái ác quỷ hội sĩ khí này là thua rồi. Ở up đồ cũng up sai nữa. Đây. Up thì up phải đợi full set hả? Up vậy thì nó sẽ bị mất hết cái dòng này. Đó. Ui up cũng sai luôn. Đây là cái dao Sanji mà thêm cái áo của bộ chấp bộ Nami. Váy bộ Nami và cái nón thì có lại của bộ kia. Mình không hiểu một điều tại sao Sanji không sai mà nó dúi vậy. Nhìn chán vậy. Bộ không theo bộ không? Set nào set đấy chứ. Đúng rồi anh em. À, hình xong cũng sai, trái quỷ cũng sai luôn. Trái quỷ sử dụng trái quỷ Gomu nha anh em. Đây là cây trì của con Kaido. Anh em cho hỏi dòng bị không giảm sĩ khí. Bị không giảm sĩ khí là khi mà anh em bị quýnh trúng thì cái thằng địch bên kia nó sẽ bị giảm sĩ khí. Cái thằng quýnh anh em á, thằng quýnh anh em sẽ bị trừ sĩ khí đi anh em. Đó à, đốt 23M mà boss không mắc tí máu nào. Quái này chắc máu 2 tỷ. Nhiều khi à, bên kia nó có con hồi máu không ta. Để mình xem thử á. Ừ, bên kia nên nó che mắt à, không Katakugi nè, A bên kia nè. À, cái này ông cầm trái Mega của A phải không? Map nào đó ông? Để mình xem thử đây. Map 48 mà 40 quan trọng mà 48 mấy? 48 boss hả? 48 boss để mình vô mình xem thử đây. Hôm bữa mình quánh con qua cũng khá là dễ dàng mà 48 boss nè. À, boss chặn, ôi có thằng San luôn. Bên kia sử dụng là Aokiji Gap. Rồi A cũng là cứng là có ngoại trang A luôn chứ. Tính ra nào cũng nhiều anh em. Sanji 3 sao cũng bằng mình luôn á. Nhiều khi là để mình xem thử coi, mình quýnh lại thử xem sao nè. Nếu bộ giáo dục từ chối bạn thì đã có bộ quốc phòng, bộ giao thông vận tải và bộ xây dựng chào đón bạn. Van Lét nè. Vậy là bạn không phải là quýnh cái ải boss này nè. Mình là cái chương nào á chứ không phải là chương boss. Tại vì mình thấy có con A với con Katakuri ở bên kia nè. Còn cái chương mà mình quýnh thì sẽ không có nè. Đó, chương mình quýnh là không có hai con đó. Cho nên là không phải cái chương boss này, là chương nào đó này. Cổng nạp bị lỗi rồi mọi người. Đâu, nạp vẫn bình thường mà anh em. Nạp làm gì sắp sập rồi. Game chìm rồi. Lỗi đâu bạn. Nó cứ bảo lỗi như thế này nạp mãi không được mình cũng bị. Hãy nạp nhiều quá nó không cho nạp nữa. Ok, qua ngon lành củ hành nè. Đây. Mình qua ải boss thôi anh em. Rồi. Đó, xong. Đó, nếu mà anh em có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi nào đó anh em cứ đặt lại để lại dưới phần bình luận cho mình nha. Mình sẽ vô mình xem và mình sẽ trả lời cho anh em bằng cách là mình sẽ trực tiếp trong game luôn. Hoặc là mình sẽ trả lời anh em bằng video nha anh em. Bằng video và mình sẽ trả lời nếu mà những câu hỏi nào có liên quan đến game mình sẽ vô trong game và mình sẽ trải nghiệm thực tế cho anh em để anh em xem cho nó nói chung là rõ hơn, chi tiết hơn. Đó, rồi ok mình sẽ kết thúc clip đây thôi anh em. Anh em xem clip đừng quên cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực cho nhiều clip hay hơn cho anh em xem cho anh em và đừng quên để lại đóng góp ý kiến của anh em trong phần bình luận nha. Rồi ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Tạm biệt anh em, bye bye anh em.